Em tên Yến, em 23 tuổi, em đang làm nhân viên văn phòng, ngành xuất nhập khẩu. Xuất nhập khẩu là công ty em nằm ở đâu? Dạ, ở quận Bình Tân ạ. Chị nhìn thấy em thì rất là năng động, rất trẻ trung. Chị nghĩ em cũng rất là hoạt bát, nhưng mà tại sao em không có bạn trai lại không có tin? Em cũng gặp nhiều bạn nhưng mà không có hợp cái tiêu chuẩn của mình. Phải cao hơn em rất là... Em cao mét nhiêu? Em cao 1m7. Rồi vậy em muốn người ta cao nhiêu? Muốn người ta phải cao 1m7 thôi lên. Trời ơi, mẫu bạn trai của em như thế nào? Mẫu bạn trai của em như em nói là thân hình phải săn chắc. Rồi săn chắc là sao? Da ngâm đen, nhìn manly, mạnh mẽ. Bên đây đen lùi lùi luôn. Con trai thì phải mạnh mẽ, quyết đoán. Bên đây quyết đoán lắm, nó lên trưởng phòng rồi đó. Quyết đoán nữa lên chuẩn bị lên phó đốc rồi, giám đốc giờ. Rồi phải biết tinh ý một chút, biết người khác buồn hay vui á, phải cảm nhận được. Không, bên đó tinh ý, đi có đem theo khăn giấy, hãy em khóc là đưa qua liền. Em thích cái đó. Bây giờ em có yêu cầu đặc biệt gì về người bạn trai của mình không? Người bạn trai đó phải yêu động vật, đặc biệt là yêu chó. Gì vậy, về phụ em nuôi chó hả? Tính nuôi chó không? Dạ, nhà em có tính là tới giờ chắc cũng khoảng là 7 con rồi anh. Rồi, đúng luôn, 7 con chó luôn. Đây rồi. Để chưa đúng tên nha. Thấy là biết người mẫu rồi. Bên kia muốn mặt giống giống Thảo Hugo. Cái này mặt cũng xinh ha. Còn bạn muốn bạn trai bạn giống diễn viên nào không? Giống anh Quyền Linh. Giống Quyền Linh hả? Bên kia cũng hơi giống, giống đen đen á ha. Rồi để xem được giống Quyền Linh không nha. À, bạn coi giống, có giống Quyền Linh không? Thì cũng giống rồi nha. Nhưng đeo cái giỏ tôi thích rồi nha. Tóc quăng mà dài tới đầu gối luôn đó. Em tên gì? Dạ, em tên là Oanh. Oanh. Kim Oanh. Kim Oanh, Oanh dạ. Đang làm gì nè? Dạ, em đang học đại học năm tư. Năm tư là cũng 22 tuổi rồi đúng không? Dạ. Sao thấy có chút ghét gì thiếu ăn hả? Thì sao hôm nay phong cách lạ vậy? Bình thường em cũng vậy hả? Dạ, bình thường em mặc như vậy đi học. À. Ban biên tập bảo em là em mặc đồ sao em thấy thoải mái và tự tin nhất. Vậy là tự tin nhất là đúng không? Dạ. Ok, chị sẽ tôn trọng ý kiến của em. Mà việc học thì em đi đâu, em làm gì, sở thích của em? Dạ, em thích ăn kem. Gì vậy? Em thích ăn kem là sao? Em về nhà không mà em ở nhà với mẹ. Ở nhà với mẹ hả? Dạ. Rồi chơi bạn bè đồ đông không? Dạ cũng đông, nhưng hôm nay có ai theo vũ mình không? Dạ có rất là nhiều. Đâu rất nhiều đâu, ai đâu? Dạ. Tôi thấy cái bảng kìa. Cái gì đứa đứa bảng đó? Hẹn hò đi quanh. Ủa là sao bất chấp hết là sao vậy quanh? Em không biết. Em không biết hả? Mà chị thấy em nhí nhảnh hồn nhiên quá, đủ tuổi yêu chưa vậy trời? Thấy cái bạn là thấy bên đây mừng rồi. Sao bất chấp hết, hẹn hò đi quanh. Bạn em cũng nói em vậy á. Bạn em nói em sao? Bạn em nói em là chưa chuyển từ con nít qua người lớn. Chưa chuyển từ con nít qua người lớn là đang còn lưng chừng lửng đó hả? Trời ơi trời. Hồi đó giờ đã yêu lần nào chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Dạ. Vậy lần này tới đây là tìm cảm giác mới lạ phải không? Lần đầu tiên phải không? Dạ. Mẹ cho không? Dạ mẹ em không biết. Đi tới đây mà không báo cho mẹ biết. Dạ. Đúng không mẹ hả? Rồi giờ hiện giờ đuổi mẹ coi tivi rồi mẹ thấy ngồi trên này rồi kiếm con trai rồi sao? Dạ không sao. Không sao? Dạ. Rồi dẫn bạn trai về rồi nhà chịu không? Rồi không chịu rồi sao? Dạ không chịu chắc thôi. Rồi. Sao thôi? Không chịu mình phải tìm cách nào chứ, giờ không chịu rồi thôi. Dạ. Rồi bây giờ em muốn cái người bạn trai em là người như thế nào? Em thích con trai nhìn vô hiền hiền chút. Hiền hiền? Dạ. Hiền là hiền sao? Nhìn vô bắt mắt là mình nhìn vào là mình thấy anh ấy hiền. Bắt mắt lắm. Nhìn vô là hiền liền. Dạ. Cao thấp mập ốm gì không? Em thích con trai cao hơn em. Cao hơn em được, bên kia cũng thích gái lùn hơn, vậy là được rồi. Còn cái gì nữa không? Em thích con trai học bách khoa. Học bách khoa đúng luôn rồi, học bách khoa hồi nãy nghe nói học bách khoa luôn đó, rồi ra học kỹ thuật rồi ra làm sửa máy bay rồi luôn đó nha. Tóm lại là bạn thấy những yêu cầu của bạn gái thì mình có thể đáp ứng được không? Nghĩa là thể đáp ứng được. Thể đáp ứng được. Nhưng mà cái vụ mà giống máy bay là không biết mình kia đáp ứng được không mà nha. Cái vụ đó lạ lắm à. Chắc khó. Nghĩa là thấy mình khó. Khi mà yêu nhau thì thấy mình những cái khuyết điểm gì mình phải bù đắp cho nhau bằng được. Trời ơi, như vậy mà ế là tôi không tin, là tôi tin tôi chết liền luôn á. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em chào chị Cát Tường và chào mọi người. Em tên là Nguyễn Hoàng Yến. Năm nay em 30 tuổi. Cái gì? 30 tuổi? Dạ. Thiệt á hả? Dạ thiệt chị. Quá trẻ phải không các bạn? Quá sức trẻ. Bây giờ em đang làm gì? Dạ, hiện tại em đang công tác tại Ngân hàng Á Châu, nhân viên tổng đài. Nhân viên tổng đài, hèn chi giọng nói rất là nhỏ nhẹ.
Rồi, được rồi, anh bất ngờ luôn nha. Anh nghe thấy hấp dẫn quá. Hấp dẫn lắm luôn đó. 30 tuổi mà ai cũng nói trời cho coi sao trẻ dữ vậy, đúng không? Em thích điều gì ở người đàn ông của mình? Cao trên 1m68 trở lên. Rồi, ngoài chiều cao ra còn điều gì nữa? Về tính cách thì vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình với mọi người, năng động. Còn gì nữa không? Về công việc thì người đó phải công ăn việc làm ổn định. Người đó phải có nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Hả? Sao sao em nói lớn? Phải có nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Phải có nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Ủa, quê quê em trai ở đâu vậy cưng? Dạ dạ, em sống ở Sài Gòn từ nhỏ. Có nhà. Đó là đáp án, đó là đáp án. Bây giờ nếu như ba mẹ bạn bên đó mà không đồng ý bạn về ở chung trong nhà, phải ra ở riêng, mà bây giờ hai người là tâm đầu ý hợp rồi đó, quyết định chọn nhau rồi đó, thì bây giờ bên đó biểu bạn chờ 3 năm để làm cố gắng mua cái nhà, bạn chờ không? Dạ chờ chị. Bạn là 30 tuổi rồi đó nha. Nói thì nói vậy thôi đó. Chờ chị. Hỏi thiệt. Dạ. Nhà đó ai đứng tên? Ba em. Nhà có mấy anh em? Dạ có hai anh em. Mà em nói nhỏ chị đừng nói ai nghe. Nhà em có một căn chung cư riêng nữa. Vậy là hai anh em mỗi người một căn. Nó nhỏ quanh, nó nhỏ lại. Nó nhỏ mà đây nghe hết trơn. Vậy là được, vậy là được. À. Chị chúc mừng em, hy vọng với căn nhà và căn chung cư em sẽ chọn được bạn gái kế bên nha. Cảm ơn chị. Ừ, hy vọng vậy. Nghe gì không? Dạ em nghe hết. Nghe hết rồi, vậy thôi đâu cần phải nói lại chi nữa. Hỏi ở chung cư được không? Chung cư được không em? Dạ, miễn có nhà được rồi chị. Cũng là thành phố Hồ Chí Minh ha. Dạ em tên là Nguyễn Huỳnh Ngọc Yến. Yến hôm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em 26 tuổi. Hiện giờ Yến đang làm gì? Em là nhân viên kế toán. Thì còn ở Yến, Yến thì sao? Gia đình em có bao nhiêu anh chị em? Nhà em thì còn hai anh trai, mà anh trai em đã có gia đình hết rồi chị. Nên ba má em cũng muốn em cưới chồng. Cưới chồng? Nhưng mà ba em không quy định. Quy định sao? Ba em thì thích chồng của em từ cầu Đà Nẵng đến cầu Cần Thơ thôi chị. Từ Đà Nẵng đến Cần Thơ thôi? Tại vì ba kêu hai anh trai đã rước dâu xa quá rồi, ba chị không có thấu. Giờ ba cũng con rể ba ở gần ba hơn chút. Mà quê em ở đâu? Dạ Buôn Ma Thuột. Bây giờ lấy chồng là về Buôn Ma Thuột ở phải không? Dạ không, em thích ở đây hơn. À, coi như là ở đây lâu lâu mới về Buôn Ma Thuột thăm ba mẹ thôi chứ gì. Dạ. Thế ưu điểm của em là gì? Tự nhận xét về bản thân mình. Em thấy em thẳng thắn, cũng vui vẻ. Em làm kế toán nên em phải tiết kiệm, chi ly chị. Nhưng mà được cái là em tính toán cũng khá giỏi. Em cũng thích nấu ăn nữa chị. Nấu ăn ngon không? Nói chung là có khi thành công, có khi thất bại chị. Đó có thể là những ưu điểm của em. Nhưng mà còn khuyết điểm của em, mình có biết được khuyết điểm của mình là gì không? Em hơi nóng tính, với lại lâu lâu em thấy em bảo thủ quá chị. Nóng đến cỡ nào lận? Ví dụ bây giờ hai bên mà bạn trai bạn gái mà trao đổi nhau mà không hợp ý nhau, thì cái sự nóng tính tột cùng của em là em sẽ làm gì? Nếu mà nóng quá có khi là em quăng đồ đạc lung tung. Trời ơi, trời dữ nha, căng thẳng à. Mệt à. Cái vụ này hơi mệt à. Sao bạn nam, bạn thấy sao? Tính tình vậy có hợp với mình không? Dạ hình như tính em với bạn đó rất là hợp nha. Ủa sao kỳ vậy? Dạ vậy là hợp là cái nhà tan ben luôn rồi xong không? Lúc mà em nóng thì em có khác hơn bạn bên kia tí là em không có quăng đồ đạc hay đập đồ gì hết. Nhưng mà bạn nó quăng thì bạn nghĩ sao? Em đi lượm. Dạ. Ta nát cho mình lượm gì nữa? Lượm lại bán cho trai. Bên kia người ta chưa có bạn trai. Bạn mấy mối tình? Dạ chỉ có một thôi. Một mối tình, lâu chưa? Dạ cũng 5 năm rồi. Yêu nhau mấy năm thì chia tay? Khoảng 4 năm mấy chứ chưa được 5 năm. 4 năm mấy, 5 năm là một mối tình rất là dài. Nhưng tại sao chia tay? Bên gia đình bạn gái em á thì nói chung là không có thiện cảm với em. Nhìn ngoại hình em á, chỉ đánh giá ngoại hình em là không có thiện cảm. Rồi từ đó ngăn cấm không cho hai người tới với nhau. Ủa mà cái ngoại hình em sao mà không có thiện cảm với người lớn vậy? Dạ, ai nhìn vô cũng nó ốm hết trơn chị ơi. Ốm nhưng mà có duyên lắm, nhìn cũng đẹp trai, bảnh trai lắm. Bây giờ Yến nè, bây giờ cái điều gì em không thích ở người bạn trai của mình? Dối trá với dối lại trái. Đứng núi này trong núi nọ chị. Không, chị nghĩ bạn mới nói không có dối trá đâu. Nãy giờ ngồi khai thiệt với anh Linh nghe bộ cũ hết trơn rồi. Không có dối trá đâu ha. Dạ em năm nay 24. Tên gì? Em tên là Lê Tuyết Giang. Em đang là giáo viên mầm non. Chăm sóc các em cho nên là rất là khéo léo, thấy chưa? Một đóa hoa tự làm bằng tay rất là đẹp. Em có quà đó nha anh Linh. Có quà hàng chi cứ khen đẹp quá trời bên đây. Lỗi không có quà vẫn đẹp trai. Bạn rất đẹp trai, hào hoa phong nhã. Trời ơi, chưa thấy ai đẹp bằng bạn hết trơn á. Cái
dữ chưa? Em cũng có quà cho anh Quỳnh Linh lắm mà. Ha vậy hả? À, từ từ nè. Trời ơi, đẹp quá, dễ thương quá em ơi. Quá trời dễ thương luôn vậy. Anh thiệt tình á. Em khéo tay như vậy thì chị nghĩ là em chắc là còn nhiều cái biệt tài, tài lắm phải không? Còn cái tài năng gì nữa em tự giới thiệu mình luôn đi. Biệt tài thì nói chung là mọi người cũng công nhận em khéo tay. Em có thể làm được một số món đồ handmade chẳng hạn. Ví dụ như theo thuộc những cái đồ trang trí trong nhà gia đình vậy đó. Nấu ăn chắc cũng ngon lắm đúng không? Cái này em cũng chia sẻ luôn. Em gái em là đầu bếp nhưng mà em nấu ăn thì cũng không ngon lắm. Tạm tạm thôi. Tạm tạm thôi hả? Dạ. À, em quê ở đâu nè? Dạ em ở Đồng Nai. Rồi. Đồng Nai trên đường đi Bình Định luôn nhé. À, đi đường quốc lộ 1 đi Bình Định cũng rất là gần. Em có yêu cầu gì về bạn trai em mà về ngoại hình không? Con người mình nó khi sinh ra không có ai được lựa chọn về ngoại hình cả. Em chỉ cần người đó là biết ăn mặc gọn gàng sạch sẽ. Rồi nói chung là về tính cách tốt là được rồi. Dạ em tên là Khánh. Khánh? Dạ. Khánh năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 27 tuổi. 20? Ngắt kỳ vậy? Em 27 tuổi. Dạ. Trời ơi quá trẻ. Dạ dạo này em bớt trẻ rồi chứ hồi trẻ em trẻ lắm. Hay. Ơi giờ là em đang làm gì? Khánh đang làm gì? Dạ em làm nhân viên văn phòng. Em tự giới thiệu về bản thân mình luôn đi, về tính cách của em. Dạ em thì em hay thích giỡn, em vui tính. Nhưng mà có em cũng lớn cho nên có những cái em suy nghĩ cũng thuộc lớn cho nên em cũng khó tìm người. Em ví dụ cụ thể cho chị. Dạ. Ví dụ như quen người này mà sau này thế kia thế nọ chắc không quen được đâu cho nên chắc thôi. Dạ các em không quen. Có nghĩa là mới bắt đầu vô là mình đã lo nghĩ cái tương lai nó như thế nào rồi. Dạ. Vậy thì hôm nay trước khi em đến cái chương trình bạn muốn hẹn hò này em nghĩ ngày hôm nay em sẽ được cái gì? Và mất cái gì? Dạ mất cái gì thì em không biết chứ là chắc em được cái nồi cơm điện. Cho nên chắc cũng được. Sâu xa lắm. Được cái nồi cơm điện có nghĩa là đã được bạn trai rồi mới được nồi cơm điện. Dạ đúng rồi. Chứ còn nếu không có được bạn trai thì chỉ được chú gấu bông thôi. À. Sở thích của em là gì nữa? Em thích nấu ăn rồi đi chơi với bạn bè. Khuyết điểm của em? Dạ cái này thì nhiều, em kể được nhiều. Rồi em kể đi. Bên kia nghe nha, khuyết điểm nè. Dạ em rất là hay quên. Thích những cái sở thích ví dụ như hơi bạo lực một chút. Trời ơi. Ví dụ giống như bạn bè mà em cảm giác thân rồi. Lâu lâu em ngồi mà thấy em im lặng là em đang suy nghĩ, tự nhiên em muốn cắn. Dạ. Em biết giống như mà nít mà người ta nói em bị ngứa răng vậy á. Ví dụ như giờ em thấy cái tay chị vậy đó, em cũng thích. Không, đừng thích tay chị, thích tay anh Nguyễn Linh đi. Bên đây cũng nổi da gà hết trơn rồi nè. Trời ơi, còn một số thứ khác thì nếu mà thân hơn thì em sẽ lòi ra phải không? Dạ, mới lòi ra được. Trời ơi. Bây giờ lòi nhiều quá, sợ bên kia sợ. Rồi em muốn người bạn trai của mình là người như thế nào? Dạ, ba em á có nói là sau này mà quen bạn nào á thì công ăn việc làm ổn định, với lại phải là một người tử tế. Mà tính tình sao mà về ngồi nói chuyện được với ba em á. Vậy ba em là người như thế nào? Dạ nhưng mà nói chuyện được với ba em thì sợ hơi khó nói chuyện với em. Ủa là sao? Cái gì khó quá vậy trời? Dạ. Cô này cũng rắc rối lắm nè. Dạ tại vì em với ba em tính tình nói chuyện cũng không hợp nhau mấy. Rồi bây giờ cuối cùng là em muốn là nói chuyện được với ba em hay là nói chuyện được với em? Dạ vậy bởi vậy em muốn một người già nhưng mà trẻ. Thế hồi nãy giờ bạn nghe đó yêu cầu vậy bạn nhóm chịu nổi không? Em nghe em thấy là muốn mà vượt qua cái giai đoạn đó là chắc phải là bản lĩnh lắm. Nhưng bạn cảm giác mình phải là người bản lĩnh không? Nhưng em thì em cũng khá là mạo hiểm. Mạo hiểm? Hy vọng có cơ hội để mà thử sức mình. Em có chịu đựng nổi những cái cú ngứa răng của bên này không? Dạ chắc không phải thử mới biết chị ơi. Trước khi chị qua bển chị coi mắt cái mặt cái anh bên kia. Bây giờ chị hỏi em bây giờ được hết trơn mà giờ nói chuyện với ba em không được rồi làm sao? Giờ ba em khó chịu cỡ nào? Em nói sơ vậy ba em á chị nghe coi. Dạ không, ba em thì không có khó chịu. Nhưng mà ba em là giáo viên cho nên ba em nói chuyện giống như trẻ bây giờ họ hay, ba em hay nói dùng từ lắc sắc hay là sao. Ba em thích người điềm đạm này nọ. Dạ. Chị cũng đâu có đánh nổi gì đâu mà em làm chị căng thẳng cái gì rồi. Vậy em sao? Tính tình em hơi trẻ con một chút cho nên đôi khi em hay nói giỡn với ba em không thích. Có nghĩa là giờ mà bạn trai mà vừa ý em là ba em cũng không thích luôn? Dạ vừa ý em là được rồi. Vậy phải không? Có nghĩa là ba em dẹp qua một bên? Dạ không có dẹp. Nhưng mà giờ cũng
ế ế rồi cho nên chắc cũng được. Coi như là em là ưu tiên một, còn ba em là ưu tiên hai thôi. Dạ, đúng rồi. Rồi vậy thì để chị hiểu cái ý tưởng của em chứ bây giờ em khó quá. Dạ chị. Trời ơi, em không chịu là chị chịu luôn. Ba chị dễ lắm. Câu gì được hả? Thế mà nói chuyện được với chị là nói chuyện được với ba chị à? Dạ. Mà nhiều khi em không cần nói với ổng luôn, chị chịu là được rồi. Dạ. Chị thấy được lắm luôn rồi đó nha. Ở bên này hơi khó em, nhưng mà dạ, biết sao không? Ta đẹp, ta có quyền. Dễ thương lắm. Dạ. Nha, ráng nha. Nửa già, nửa trẻ. Em thì nhìn mặt em cũng hơi già nhưng mà tính cũng hơi trẻ. Nhau em già, chị thấy em cũng xứng với chị đó. Trời, trời ơi, nhanh tay lên nha cô. Nhanh lên chứ không là tôi hốt luôn à. Tôi không nói gì trơn. Đời xưa đến giờ tôi chưa thấy ai bảo mà mai đi là mai người ta, xong rồi cua người ta luôn. Chỉ có cắt tường thôi, trời ơi là trời. Dạ em tên Yến. Yến. Yến năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em 27 tuổi. Ôi 27 mà sao nhìn nhí dữ vậy. Yến đang là hiện giờ đang làm gì nè? Dạ em làm trong nhà hàng kế toán. Ý nghĩ như nào, cái mẫu người tương lai của bạn như thế nào? Nghề nghiệp ổn định được rồi chị. Ổn định thì chắc chắn là ổn định rồi. Còn cái gì khác không? Muốn cái gì nói đại đi, trời đất ơi. Trời ơi bên kia lâu lắc quá vậy, em mình nói luôn, nói trước đi. Đàn ông mình nói trước đi. Em tên là Lê Tuyết Nhung ạ. À. Lê Tuyết Nhung, năm nay Nhung bao nhiêu tuổi? Dạ em 22 tuổi ạ. 22 tuổi, Nhung đang làm gì nè? Dạ em làm bếp ạ. Làm đầu bếp? Dạ. Bây giờ em muốn bạn trai em đưa đi chơi là đưa đi đâu? Dạ hả? Em đưa ra vô, tòa. Em muốn vô tòa ngồi chơi không? Muốn được đưa đi công viên nè, đi sở thú. Trời ơi, trời ơi, cái gì vậy? Khoan, coi liền, coi liền. Em chào anh. Giờ mà còn tình yêu đi vô sở thú nữa. Em muốn kiếm con gì ở chồng? Con sở thú giờ nhiều khỉ lắm à. Hả? Vô sở thú làm gì chồng? Dạ, thì em thích đến những cái nơi mà nó cảm thấy nó thoải mái, không có không thích đi như đi xem phim hay đi nó phải chờ chút xíu, chờ chút xíu. Có nghĩa là không thích thấy con người, chỉ thích thấy thú. Đúng rồi đó. Anh muốn hỏi gì đó? Dạ, em thích coi thú nhiều hơn đúng không? Hả? Dạ không phải. Lâu lắm rồi tôi mới nghe cái người mà thích tình yêu trong sở thú nè. Lạ quá. Anh đừng có trấn áp người ta vừa vừa đấy, người ta nói không, nha. Anh nghe, anh nghe ấn tượng, tượng quá, ấn tượng quá. Em muốn làm gì nữa nè? Em cũng không thích ai mà ăn thịt chó đâu. À có ăn thịt chó không vậy? Chưa ăn bao giờ. Dạ. Được, không? Được, được, được. Có ăn thịt cày không? Hai đứa nó nhìn nhau mà. Mẫu người của bạn là sao? Bạn thích cái người nam như thế nào? Dạ hơi cao, hơi đô con. Nhưng mà không có bụng khỏe. Không có bụng phệ nha, cao đô con chứ không bụng phệ nha. Xin dạ. Lỗi, đây không có phệ nha. Hóp vô đi cưng. Đây hơi bự chứ không có phệ nha.